5 năm sau thành công rực rỡ của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018 trên đất Thường Châu, Trung Quốc, bóng đá Việt Nam đã đến gần cuộc chuyển giao thế hệ. Nhiều gương mặt gạo cội của đội tuyển quốc gia chuẩn bị bước qua đỉnh cao phong độ, đòi hỏi bóng đá trẻ phải sản sinh ra những gương mặt kế cận đủ sức thay thế đàn anh. Chiến lược xây lớp kế cận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang được tiến hành. Bên cạnh đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2026, đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Chủ chốt của lứa U23 này là các cầu thủ vừa tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Đây là lứa đã được triệu tập song song với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6. U23 Việt Nam có thể xem như đội B của đội tuyển quốc gia, nơi ông Chaussier sẽ luân chuyển cầu thủ qua lại, đôn lên những gương mặt xứng đáng như Thái Sơn, Văn Toản, Văn Tùng ở các trận trước. Trong khi đó, lứa U23 Việt Nam mà ông Hoàng Anh Tuấn huấn luyện sẽ thi đấu ở giải U23 Đông Nam Á và ASEAN 19, chủ yếu gồm các cầu thủ U20. Đây là lứa kế cận cho U23 Việt Nam, được xây dựng với hai mục đích, chuẩn bị cho SEA Games 33 sau đây 2 năm, đồng thời mài giũa những viên ngọc quý để có thể đôn lên U23 hoặc đội tuyển Việt Nam ngay khi có thể. Như vậy, bóng đá Việt Nam đang đảm bảo hoạt động đồng thời 3 đội tuyển, với quân số gần 100 cầu thủ. Toàn bộ lực lượng này nằm trong kế hoạch tổng thể hướng tới World Cup 2026 mà huấn luyện viên Chaussier đề ra. Việc tạo ra hai đội trẻ để dự các giải Đông Nam Á và châu Á nhằm giúp số cầu thủ trẻ được thử lửa được tăng đến mức tối đa. Càng nhiều cầu thủ trẻ ra sân, càng có cơ hội tìm gương mặt triển vọng. Trong bối cảnh guồng quay bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khó đảm bảo mỗi cầu thủ trẻ được đá 40 trận mỗi năm như ông Chaussier kỳ vọng, nhất là khi không nhiều cầu thủ U23, U20 được ra sân ở V-League. Từ những sân chơi tưởng như không hấp dẫn, bóng đá Việt Nam đã khai phá được nhiều ngọc quý. Lứa tuổi 19, 20 rất đặc biệt, khi đây là dấu mốc để một cầu thủ vươn khỏi ngưỡng tiềm năng để trưởng thành và vươn tầm. U19 Việt Nam các năm 2013, 2014 từng là cái nôi để Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường bước ra ánh sáng. Đến năm 2016, U19 Việt Nam vào tới bán kết châu Á giúp Văn Hậu, Tấn Tài, Tiến Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Hải, Đức Trinh có cú hích tốt để bật lên. Gần nhất là ở giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam dù chỉ đứng hạng 3, nhưng đã giới thiệu nhiều gương mặt triển vọng như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Cường. Trong đó Văn Khang là gương mặt đặc biệt, khi từ đội U19 lên thẳng đội tuyển quốc gia chỉ trong một năm. Ở giải U23 Đông Nam Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mang những viên ngọc thô U20 đi mài giũa để khai phá. Phần đông cầu thủ đang chơi ở các giải hạng nhất, hạng nhì, có những trường hợp đặc biệt như Công Phương, được đôn từ đội U17 lên thẳng U23, hay Minh Hiếu, cầu thủ đang chơi bóng ở Hàn Quốc với thể hình ấn tượng, độ dày cơ thể không thua nhiều đàn anh ở cấp độ cao hơn. Sân chơi U23 Đông Nam Á sẽ là bài kiểm tra đầu đời của nhiều cầu thủ U20 trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, sau đó sẽ nâng cấp độ khó với ASEAN 19, rồi còn khó hơn nữa với những cầu thủ được cân nhắc đôn lên U23 hay đội tuyển Việt Nam. Với một lộ trình bài bản được dựng sẵn, hy vọng bóng đá trẻ Việt Nam sẽ không bỏ lọt tài năng, nhanh chóng tôi luyện được thế hệ toàn diện không kém lứa đàn anh.